Tiếp theo đến mẫu chuyện 34, bài toán đố. Khoảng đầu mùa thu năm Đất Dậu 1945, tức sau khi chấm dứt cuộc đi khuyến nông, Đức Thầy trở về văn phòng tại đường Mít, Sài Gòn. Khi đó, ông xã bộ ở Châu Đốc đến viếng Đức Thầy còn lưu lại thời gian. Một hôm vào khoảng 10 giờ buổi mai, ông bộ và ông thầy Kiện Dậu đang tiếp xúc với ba người khách ở miền Bắc, người có học thức. Và lúc đó cũng có mặt một số tín hữu tại phòng khách. Trong câu chuyện đàm đạo, quý ông có đưa ra hai câu dạng: lời truyền sấm như bài toán đố, ai biết tầm thì đặng hưởng nhờ. Để tìm hiểu ý nghĩa, lúc đang bàn luận, bỗng Đức Thầy từ trên đầu đi xuống và hỏi: các ông bàn luận gì đó? Ông xã bộ liền đứng dậy thưa: chúng tôi đang tìm ý nghĩa hai câu giảng, lời truyền sấm như bài toán đố, ai biết tầm thì đặng hưởng nhờ, mà Đức Thầy đã viết trong Giác Mê Tâm Kệ. Được vậy tốt lắm, sẵn dịp này tôi đố các ông: hai lần hai là mấy? Bạch thầy, hai lần hai là bốn. Không phải vậy, đó là các ông tính theo chủ chương, em học trò tính cũng được. Ở đây là bài toán đố mà, các ông hãy tính kỹ lại đi. Nói xong, Đức Thầy bước thẳng ra các chậu kiển phía trước, còn ông bộ và những người có mặt tại đó ngồi bóp trán, bàn tính mãi cũng không ra đáp số. Độ 15 phút, Đức Thầy trở vào hỏi: sao, các ông tính được chưa? Các ông đồng đứng lên nói: bạch thầy, chúng tôi tính chưa được. Như vậy để tôi ra thay cho. Hai lần hai là ba đó, nhớ là ba, chứ không phải là bốn nghe. Đây là bài toán đố, chứ không phải tính theo chủ chương, các ông hãy tính nữa đi. Nói rồi Đức Thầy đi luôn lên lầu. Mọi người đều ngồi lặng thinh tiếp tục suy tính. Độ 10 phút sau, Ngài trở xuống hỏi: nãy giờ các ông tính ra chưa? Các ông đều đứng lên đồng nói: thưa Thầy, chúng tôi suy tính mãi không ra, nhờ Thầy giải thích giùm. Đức Thầy vui vẻ bảo: có khó gì đâu, đây các ông hãy nhìn theo tôi. Đoạn Ngài cầm một miếng giấy nhỏ đưa lên, vừa xé hai vừa nói: một lần hai. Rồi Ngài để một nửa mảnh giấy xuống bàn, còn lại nửa mảnh Ngài cũng đưa lên, vừa xé hai vừa nói: hai lần hai là ba. Rồi Ngài để hết hai mảnh giấy xuống bàn và nói tiếp: đó, các ông xem kỹ coi có phải hai lần hai là ba không, chứ đâu phải là bốn. Tôi đố mẹo mà. Mọi người có mặt đều reo cười tán thán thuật theo lời ông xã bộ. Lại một lần nữa, lúc Đức Thầy ở miền Đông năm 1946, hôm ấy nhằm lúc rảnh việc, các tín hữu cùng một số anh em thuộc nhóm Bình Xuyên, họ hợp nhau tại văn phòng để bàn luận về sấm sinh. Câu chuyện đạo đức đang thấm nhuần vào tâm trí mỗi người, thì có một anh đưa ra hai câu giảng: lời truyền sấm như bài toán đố, ai biết tầm thì đặng hưởng nhờ. Rồi nói: chúng ta thử bàn xem bài toán đố Đức Thầy đề cập trong hai câu giảng này ra sao. Tất cả đều đồng ý. Mỗi người bắt đầu suy tính tới lui trên 10 phút đồng hồ. Kẻ bàn thế này, người bàn thế khác, nhưng chẳng có ý nào được toàn thể công nhận. Cuộc biện giải đang xôn xao, mai đầu Đức Thầy vừa đi tới, Ngài liền hỏi: các anh em bàn luận vấn đề gì mà nghe sôi nổi thế? Một người trong bọn đứng lên nói: bạch thầy, chúng tôi đang suy luận bài toán đố trong hai câu giảng, lời truyền sấm như bài toán đố, ai biết tầm thì đặng hưởng nhờ, đó là bài toán gì? Đức Thầy liền cười vui và nói: tôi cho các anh em biết một phần, rồi mỗi người tự sắp mà làm nghe. Đây là một bài toán cộng,
gồm 8 con số 8. Anh em sắp làm sao mà cộng cho được 1.000 là trúng. Nói xong, ngài bước sang gian phòng khác. Nghe qua nhiều người chạy đi lấy giấy viết, có người vẽ cây ngồi xuống, vẽ trên mặt đất cho mau. Ai nấy đều sắp số và tính lia lịa. Thời gian 20 phút, hết sắp chiều này, rồi sắp trở chiều khác, lộn tới lộn lui đủ cách, nhưng chẳng người nào cộng đủ số 1.000. Bây giờ kẻ ngồi cắm bút, người đi tới đi lui suy nghĩ. Sau đó Đức Thầy từ phòng bên kia bước lại hỏi: nãy giờ có ai tính được trình bày xem? Mọi người đồng nói: thưa, sắp cách nào cũng cộng không đúng hết thầy. Chúng tôi xin chịu thua, nhờ thầy sắp hộ cho. Đức Thầy liền đi lại tấm bảng đen để sẵn tại góc phòng. Tất cả đều im lặng và hướng mắt theo. Ngài cầm phấn viết nhanh trên bảng một bài toán cộng như dưới đây: hàng đơn vị 5 con số 8, hàng chục 2 con số 8, hàng trăm 1 con số 8, cộng lại là 1.000. Liền đó, một tràng pháo tay vang dội hòa với tiếng cười, tiếng ca ngợi kéo dài cả khúc đồng hồ. Đợi các tiếng ấy chấm dứt, Đức Thầy giải thích: đây mới là phần sự của bài toán đố thôi. Còn về phần lý của nó, trong tôn chỉ hành đạo, tôi có viết 8 điều trăng cấm. Nếu tín đồ nào gìn giữ kỹ lưỡng, không hề quấy phạm, dầu việc rất nhỏ, tất được 1.000 việc phước nhân. 1.000 việc phước nhân ấy, nó có dự năng đưa mình đến dự hội Long Hoa và sống đời thượng ngơ thánh đức. Nghe xong, mọi người có mặt trong hội trường đều im lặng, phản tỉnh tâm tư, hầu để ghi nhớ lời giáo huấn ấy. Thấy không còn ai hỏi nữa, Đức Thầy ung dung trở lại phòng. Thực theo lời ông Văn Phú: phụ bài, đọc qua một cốt truyện, trong hai trường hợp vừa kể trên, chúng ta có thể rút được một bài học kinh nghiệm như sau. Một, toán đố là một pháp toán đố mẹo. Học trò muốn làm được, ít ra phải có thầy giáo chỉ dạy phương pháp rành mạch, và người học trò cũng cần lãnh hội chính xác. Học toán đố còn khó như vậy, thì học kinh sấm của Đức Giáo Chủ lại còn khó hơn gấp bội. Nếu người tu không quan tâm và cố gắng, thì mong gì thấu đạt. Hai, câu giảng lời truyền sấm như bài toán đố là Đức Thầy ví dụ sự học hiểu lời truyền sấm khó khăn, cũng như sự học làm toán đố mà các ông ấy hiểu lầm. Cứ lo tìm bài toán, chứ không chịu tìm hiểu kinh sấm. Tuy nhiên, Đức Thầy cũng chiều theo tấm hiếu kỳ của các ông ấy, ngài mới dùng phương tiện đưa ra hai bài toán đố. Khi mọi người làm không được, ngài mới hướng dẫn họ trở về với điểm thiết yếu là tìm hiểu sấm kinh và giữ gìn giới luật. Bởi người tu có chuyên chú nghĩ suy từ nét dấu mới hiểu nghĩa và làm theo cách đạo. Ba, vấn đề trì giới là điểm tối quan trọng của nhà tu, nên Đức Thầy khéo áp dụng phương tiện đưa ra bài toán cộng có 8 con số 8 để ám chỉ cho 8 điều răn cấm, gồm có sự lãnh lý khiến cho tín đồ tăng trưởng đức tin nơi sự trì giới như ngài đã hằng dạy. Cần nhất là ở chỗ giữ giới luật hàng ngày. Giới luật ví như hai bờ lề trên con lộ. Nếu người lái xe để vượt khỏi bờ lề thì xe bị lật, người chết. Nhà tu nếu không trì hành giới luật, tai họa cũng như thế. 8 điều răn cấm trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo tuy thế giản dị, nhưng nó gồm nhiếp tam tụ giới trong kinh Phạm Vọng Bồ Tát giới. Nếu ai giữ gìn trọn vẹn 8 điều răn cấm nói trên, tất được trọn lành trọn sáng mà thành đạo tại thế gian hoặc giảng sanh cực lạc. Hai quả vị giải thoát ấy đã thành đạt, thì sự có mặt hội Long Hoa và sống đời thượng mơ sẽ thừa sức bảo đảm. Kinh Phật xưa há chẳng dạ: giới minh như nhật nguyệt, diệt như ánh lạc châu, di trần bồ tát chúng do thị thành chánh giác. Giới sáng như mặt nhật mặt nguyệt,
và cũng như hạt châu Anh Lạc, chư Bồ Tát đông như số di trần đều nhờ trì giới mà thành bậc chánh giác. Nam mô A Di Đà Phật.